Kính chào quý vị. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng cho những sự đổi thay để hoàn thiện mình, để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Tuần qua thể thao Việt Nam được đánh dấu bởi những sự kiện như vậy. Sài Gòn mùa giải năm nay sẽ cải tổ triệt để, mà chúng tôi dám nghĩ, dám nói là sẽ nhắm lại. Chào Hà Nội, I am Giovanni, I am here. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu sự đổi thay của chính mình. Rất hân hạnh được giới thiệu tới quý vị chương trình Giờ Vàng Thể Thao. Chúng tôi giữ khung giờ phát sóng bản đầu tiên là vào 20:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Đổi tên Bình Luận Thể Thao và mở ra một cánh cửa để khán giả có thể bước vào chương trình mới này, nơi mà thời gian của quý vị trước TV sẽ luôn luôn được chúng tôi trân trọng. Bước vào chương trình của chúng tôi, điều đó thật sự đơn giản trong thời đại ngày nay. Quan điểm của quý vị, những ý tưởng mới, muốn đóng góp hay đơn giản là một trải nghiệm vui vẻ nào đó với thể thao, tất cả quý vị đều có thể chia sẻ với chúng tôi qua fanpage của chương trình trên Facebook Giờ Vàng Thể Thao và email giờvangthethaovtv@gmail.com. Và tất cả đều có thể xuất hiện tại đây trong chương trình của chúng tôi. Một ví dụ đơn giản thôi, tuần này chúng tôi đã khởi động lại trang fanpage của mình và đặt ra một câu hỏi. Quý vị mong muốn điều gì với chương trình mới Giờ Vàng Thể Thao? Và lần đầu tiên, những người thực hiện chương trình được biết một cách chính thức suy nghĩ của khán giả về mình. Và có tới 50% khán giả mong muốn chương trình có một lịch phát sóng ổn định hơn, đều đặn và dễ tiếp cận với khán giả qua cả mạng xã hội và qua các kênh thông tin của mình. Chúng tôi rất hiểu yêu cầu này, đó thực sự cũng là mong muốn của những người làm chương trình. Và phải chia sẻ rằng, để đến với khán giả vào 8:30 tối thứ Sáu hàng tuần, tức là một buổi tối cuối tuần trên kênh VTV1, là một cuộc cạnh tranh thực sự. Ví dụ, bạn sẽ phải hay như là Trấn Thành cùng giờ đó đang dẫn chương trình ở trên HTV, phải sôi động những cuộc tranh tài âm nhạc trên truyền hình cáp và kịch tính hơn phim truyền hình của VFC trên kênh VTV3. Nếu không liên tục thay đổi, bạn sẽ mất vị trí của mình. Và sự quan tâm của chính khán giả chính là tấm vé để chúng tôi được tiến ra mặt tiền kinh doanh. Một lượng phần trăm đáng kể khán giả thì muốn cho chương trình giữ được những góc nhìn hài hước của mình về thể thao. Tuyệt vời, cảm ơn quý vị đã đồng cảm. Ngay từ đầu chúng tôi đã nghĩ rằng sự dí dỏm hợp lý sẽ ăn khách. Vấn đề chỉ là duy trì sự cân bằng. Chúng ta là chương trình thể thao, xen một chút hài hước và đánh lái hơi mạnh sang một chút thì sẽ trở thành chương trình hài và xen lẫn một chút thể thao. Thế là không được. Cảm ơn những tình cảm của khán giả đã dành cho những người thực hiện chương trình này. Chúng tôi là ekip của Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ còn nhiều gương mặt nữa của chúng tôi xuất hiện trong chương trình này. Cuối cùng, có một vài cánh tay rụt rè giơ lên trong đám đông khán giả đề nghị rằng là hãy cho chúng tôi thêm một chút quần vợt thật hay, tuần tới có điền kinh, có bóng rổ đang rất thịnh hành đấy. Như vậy đấy thưa quý vị, đây luôn luôn là vấn đề mà chúng tôi lo ngại nhất khi mở ra một kênh kết nối với khán giả của mình. Làm sao để có thể lắng nghe mọi ý kiến và lắng nghe rồi thì phải đáp ứng, không bỏ sót một sự kiện nóng hổi nào hết trong một thời lượng giới hạn của mình. Và từ đó chúng tôi quyết định trong Giờ Vàng Thể Thao sẽ luôn luôn có phần điểm lại những sự kiện nổi bật nhất của tuần qua dưới góc nhìn quen thuộc của mình. Và bây giờ là lúc để làm điều đó. Hiệp hội các môn thể thao dưới nước cuối cùng đã cân nhắc cả golf trong diện quản lý của mình sau những gì mà Tiger Woods đã làm trong tuần qua ở The Masters. Hố số 12 nổi tiếng hiểm hóc mang tên Ray Creeks, con lạch Ray. Lạch nước nhỏ này năm nay đã nhấn chìm cơ hội bảo vệ chức vô địch của Tiger khi mà 3 lần anh đưa bóng vào bẫy nước. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của Tiger, số gậy của một hố par 3 lên tới tận con số 10. Lạch nước nhân tạo này có 35 loài cá sinh sống, nhưng số cá trong lạch thì chắc chắn ít hơn nhiều số bóng golf. Ba trái nổi tiếng nhất đã thuộc về Tiger Woods. Mà nếu nói về bẫy nước thì năm nay sân Augusta thực sự chứng kiến nhiều đường gậy lịch sử. Tác phẩm siêu thực này là của John Rahm. It is incredible. John Rahm skipping across the pond, around the green, and then, keep watching. He sinks a hole in one. Look at this. This is unreal. It's like it's on a tracking device. This is during the practice round at the Masters. A fun fact here. It's his 26th birthday. So imagine being this good. Trả lời phỏng vấn sau hố số 12 thảm họa, Tiger Woods hài hước chia sẻ: trong thể thao đôi khi bạn cô đơn cùng cực và phải tự mình vượt qua những khó khăn thôi. Nếu tiện thì anh có thể nhắn cho tiền đạo này một tin an ủi được không? Ellie Enbass lập một kỷ lục còn khó tin hơn trong tuần qua
khi trong vòng có 5 phút 4 lần đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc khung thành đối phương. Ngay sau diễn biến này, đội bóng áo xanh đã thay thủ môn của mình ra và tung vào sân thêm một tiền đạo. Trở lại với thể thao trong nước, không phải ai cũng có thể chỉ tên người chạy nhanh nhất Việt Nam. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị Ngân Ngọc Nghĩa, vô địch quốc gia 4 năm liên tiếp ở cự ly 100m. Và tuần trước anh đã phá kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 10 giây 40. Điền kinh Việt Nam đã thống lĩnh 2 kỳ SEA Games rồi, nhưng cả 2 lần đó chung kết 100m nam đều không có vận động viên nào của chúng ta cả. Hẹn gặp lại Ngọc Nghĩa ở SEA Games năm sau trên sân nhà. Kỷ lục SEA Games hiện nay đang là 10 giây 17, nhưng thường thì cứ chạy 10 giây 40 là đã có huy chương rồi. Thông tin tạo nhiều bình luận nhất trên mạng xã hội tuần qua là cuộc chia tay của ông bầu Nguyễn Văn Đệ với bóng đá Thanh Hóa. Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Văn Đệ quyết định rút lui, nhường lại vị trí cho một người trẻ trung hơn gánh vác trọng trách này. Bầu Đệ, người làm bóng đá khá điển hình cho một thời kỳ nhất định của bóng đá Việt Nam, nhưng cách làm của ông gần đây cho thấy rằng thời kỳ nhất định đó của bóng đá Việt Nam đã qua rồi. Chúng tôi biết đúng là ông có vấn đề với sức khỏe trong hơn một năm qua và chúc ông mọi điều tốt đẹp. Nhưng lời tạm biệt thì xin gác lại đã, vì nói thật, chuyện đi hay ở của bầu Đệ nhiều khi thay đổi rất nhanh. Tuần vừa rồi, mùa chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam vừa mới mở màn nhưng đã chứng kiến một kỷ lục mới. Ngoại binh có thể coi là xuất sắc nhất của V-League mùa vừa qua là Giovane đã tìm về với đội bóng có tiềm lực nhất, câu lạc bộ Hà Nội. Không biết các đối thủ sẽ phải làm sao với hàng công ghê gớm của đội bóng thủ đô trong mùa giải tới đây. Nhưng việc đầu tiên với Giovane có lẽ là làm sao quên đi được thói quen sút bóng vào lưới Hà Nội đã. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ nói về chuyển nhượng, chủ đề chính của Giờ Vàng Thể Thao tuần này. Chị biết làm nào để Omar lại ghi bàn không? Ai mà biết được. Thế em cho đá trung vệ vậy. Đang giảm giá mà chị. Đây đây, coupon tặng kèm của em đây này. Vâng, thưa quý vị, điều tuyệt vời nhất trên đời là đi shopping bằng thẻ tín dụng của người khác, phải không ạ? Trong bóng đá, huấn luyện viên yêu cầu, ông bầu phê duyệt và chi tiền, hợp đồng ký và cầu thủ sẽ về với đội bóng mới. Người chi tiền đầu tư và người sử dụng sản phẩm là hai chủ thể khác nhau. Huấn luyện viên thì biết dùng người, nhưng ông bầu thì thường giỏi về phân tích giá trị cầu thủ hơn. Khi hai người này phối hợp nhuần nhuyễn với nhau thì đội bóng sẽ thành công. Câu hỏi của chúng tôi, theo quý vị, đội bóng nào đang đi chợ hợp lý nhất ở V-League hiện nay? Nhưng trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ đặc biệt nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam. V-League 2020 kết thúc vào đầu tháng 11 và nếu không có gì thay đổi thì đúng 2 tháng sau, khoảng ngày 8 tháng 1 năm 2021, mùa giải mới sẽ bắt đầu bằng trận siêu cúp. 2 tháng sẽ không có chuyện nghỉ ngơi du lịch suốt quãng thời gian đó rồi, tối thiểu 1 tháng trước khi bóng lăn, các đội bóng sẽ phải tập luyện trở lại. Tức là nhiều đội bóng sẽ tập luyện ngay vào đầu tuần sau, tuần cuối của tháng 11 này. Và trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, các đội bóng sẽ phải ôm túi tiền lao vào thị trường chuyển nhượng, mua mua bán bán. Và các cầu thủ sẽ cân nhắc đi đâu về đâu nếu họ quyết định tìm cho mình một đội bóng mới. Kỳ chuyển nhượng năm nay sẽ rất đặc biệt với các cầu thủ nước ngoài. Dịch Covid sẽ là trở ngại rất lớn để họ có thể trở về nước, nào là tìm chuyến bay, cân nhắc thời gian cách ly bắt buộc 2 tuần. Và nói thật, rủi ro trở về nước là nhiễm Covid cũng là điều không thể không tính đến. Những chính trị gia hàng đầu, những siêu sao bóng đá còn không tránh khỏi thì thôi ở lại bây giờ Việt Nam là quá an toàn. Du lịch và vé máy bay nội địa đang khuyến mại hết cỡ. Đi đâu nữa bây giờ nào? Ở lại Việt Nam là tuyệt vời nhất. Cầu thủ mới sang Việt Nam giờ là khó, trong khi những người đang ở lại thì cũng khó mà về được. Họ đang làm gì để chờ đợi mùa bóng mới bắt đầu? Câu trả lời của phóng viên chúng tôi. Hơn một tuần qua, Claudicia và Felipe Martins vẫn đến phòng tập đều đặn, cũng như cố gắng tìm các câu lạc bộ phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh chơi bóng để duy trì thể lực. Mùa giải mới của bóng đá Việt Nam khởi tranh vào tháng 1 năm sau. Claudicia vừa hết hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng vẫn ở lại để tìm kiếm cơ hội mới. Tôi có 5 mùa bóng ở đây và tận hưởng cảm giác chơi bóng. Vì thế tôi chưa muốn dừng lại. Tôi đang cố gắng duy trì tập luyện và tìm câu lạc bộ mới. Đó là lý do tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tiền đạo đồng hương Felipe Martins đã tìm được bến đỗ trong mùa giải mới, đó là Dược Nam Hà Nam Định. Và cầu thủ này chọn ở lại vì lý do khác. Tôi thấy thoải mái khi sống ở đây. Tôi thích thức ăn và con người Việt Nam. Nhưng tôi chưa thực sự hài lòng với phong độ của mình. Tôi sẽ cố gắng để có mùa giải tới thành công hơn nữa.
Tôi muốn chơi thêm ít nhất một mùa bóng nữa để chuẩn bị sẵn sàng đưa gia đình trở lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau khi tôi vẫn thi đấu ở đây. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc ở Việt Nam. Những khó khăn vì điều kiện khách quan giúp cho nhiều ngoại binh thể hiện được quyết tâm và tinh thần chuyên nghiệp. Song trên tất cả, hầu hết cầu thủ lựa chọn ở lại đều cảm thấy hạnh phúc khi sống và chơi bóng tại Việt Nam. Một mùa chuyển nhượng thật là đặc biệt và lý do của nó là Covid-19, đồng ý. Nhưng chỉ riêng Covid-19 thì không thể lý giải cho mọi sự bất thường khác được. Chưa bao giờ số cầu thủ chia tay với đội bóng của mình và tham gia vào thị trường chuyển nhượng nhiều đến như vậy, đặc biệt là cầu thủ nước ngoài. Nhiều đội bóng đã để gần như toàn bộ các cầu thủ nước ngoài của mình ra đi bất chấp những đóng góp trong mùa giải vừa rồi. Có lẽ phải đến hơn một nửa ngoại binh của giải V-League đều đi tìm đội bóng mới sau khi V-League 2020 kết thúc. Thành công và để lại tầm ảnh hưởng lớn như hai ngôi sao của Dược Nam Hà Nam Định là Rafael Sơn và cầu thủ nhập tịch Đỗ Melo thì vòng đấu cuối cùng cũng là lời chia tay. Câu chuyện ở Hà Tĩnh cũng xảy ra tương tự. SHB Đà Nẵng thì cả mùa trước chỉ đi tìm hai thứ, đầu tiên là chiến thắng và thứ hai là ngoại binh. Việc họ chấm dứt hợp đồng với cả ba đại diện nước ngoài để đi tìm những cái tên mới cho mùa bóng 2021 là điều đã được dự đoán từ trước. Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn duy trì truyền thống của mình mấy năm gần đây, tiền đạo ngoại đá một mùa. Trevor Watts sẽ chuyển sang Thanh Hóa. Cầu thủ này cần học cung đường tương tự của đồng hương Rimario để mà đi lên. Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Nội. Những đội bóng lớn như Hà Nội thì chỉ chia tay ngoại binh chất lượng của mình khi đã tận dụng được hết những lợi thế mà họ có. Oma sẽ đi tìm một đội bóng mới phù hợp hơn để nhường vị trí cho một người khác khi mà anh đã có tuổi và chấn thương nhiều hơn. Oma đi, Hà Nội đang thiếu một chỗ trên hàng công. Thế là lập tức các đội bóng khác ôm chặt lấy cầu thủ của mình vào lòng, tỉ tê với họ về một bản hợp đồng mới trước khi có một cuộc điện thoại từ thủ đô. Jeremy Linh, anh sẽ về chơi ở hàng đẫy chứ? Không được, tôi còn hợp đồng với Quảng Ninh mà. Nhưng câu lạc bộ Sài Gòn thì không kịp rồi. Họ đã để mất Jovene về tay Hà Nội. Và câu lạc bộ Sài Gòn cũng chia tay luôn với hai ngoại binh còn lại, trong đó có Pedro Paulo, tiền đạo đang tự do, rất xuất sắc. Và đừng ngạc nhiên nếu năm sau, anh này sẽ dự trận derby thủ đô, khoác lên mình chiếc áo Viettel và đối mặt với đồng đội cũ Jovane. Tóm lại là có mấy kiểu ra đi cho một cầu thủ nước ngoài ở sân chơi V-League. Ví dụ số 1, Rafael Sơn của Dược Nam Hà Nam Định chẳng hạn. Lần đầu tiên đến Việt Nam, câu lạc bộ Nam Định ký hợp đồng. Đội bóng này nghèo, họ phải thận trọng ký hợp đồng 5-1. Sau một năm thì Rafael Sơn tỏa sáng, giá chuyển nhượng chắc chắn là tăng lên. Anh ta có cơ hội đi ngay tới một đội bóng mới có đãi ngộ tốt hơn. Và ông bầu của cầu thủ này chắc chắn cũng sẽ hài lòng với một bản hợp đồng mới có giá trị cao hơn. Ví dụ số 2, một loạt các cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã ra đi sau mùa giải này. Tất cả là bởi vì chính sách chuyển nhượng của mùa trước có lẽ là đã thất bại. SHB Đà Nẵng đã không kịp có được những cầu thủ mình ưng ý nhất và họ cố gắng tận dụng những gì mình có và mùa sau làm lại. Ví dụ số 3, một cầu thủ như là Oma của Hà Nội, cầu thủ nước ngoài hàng đầu của V-League trong nhiều năm qua. Chơi cho một đội bóng lớn được trả lương cao và đóng góp rất nhiều, nhưng giờ thì tuổi anh đã cao, chấn thương nhiều lên và đã đến lúc phải ra đi. Quy luật là như vậy, giờ mới trả lời câu hỏi, đội bóng nào đang đi chợ tốt nhất ở V-League? Ngoại binh được cho là chiếm 50% sức mạnh của một đội bóng V-League, con số thật ra khá tương đối. Nếu có cách nào số hóa được tầm quan trọng cũng như sự hiệu quả của các ngoại binh, thì có lẽ cứ đếm số bàn thắng mà họ ghi được là dễ nhất. Bởi các đội bóng V-League đều sử dụng ít nhất 2 ngoại binh cho vị trí tiền đạo. Đây là bảng thống kê số bàn thắng mà các ngoại binh ghi được so với tổng số của cả câu lạc bộ trong mùa giải vừa qua. Hãy nhìn vào câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ đóng góp thấp nhất của các ngoại binh chỉ là 26,6%. Mùa vừa qua, không đội bóng nào mua cầu thủ ngoại nhiều như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng luẩn quẩn của quá trình thử việc, ký hợp đồng rồi lại thanh lý cầu thủ nước ngoài diễn ra trong suốt cả năm. Ngay ở thời điểm dịch bệnh bùng phát, giải đấu bị hoãn, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bỏ công bỏ sức đưa về hai ngoại binh người Costa Rica được quảng cáo rầm rộ. Nhưng số bàn thắng của cả hai anh chàng này cộng lại còn chưa bằng được Công Phượng. Để bây giờ nhiều khả năng sẽ ra đi không kèn không trống. Nếu muốn vươn mình, điều mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn phải cải thiện là công tác tuyển chọn cầu thủ ngoại. Cũng gặp nhiều vấn đề với bài toán ngoại binh là Sông Lam Nghệ An. Trên fanpage chính thức của đội chủ sân Vinh mùa giải vừa qua, không chủ đề nào được quan tâm bằng phong độ thất vọng của các chân sút ngoại. 6 bàn thắng từ các cầu thủ ngoại là con số thấp nhất của một đội bóng V-League mùa vừa rồi. Cứ chiêu mộ ngoại binh thế này, có khi Sông Lam Nghệ An nên tiết kiệm tiền mà đầu tư cho đào tạo trẻ để tìm kiếm thêm những Hồ Tuấn Tài mới hay Phan Văn Đức mới thì hơn. BKMX Bình Dương thì dường như chỉ chiêu mộ cầu thủ ngoại cho đủ danh sách,
vì vốn dĩ đã có trong tay những chân sút như Tiến Linh hay Hồ Sĩ Giáp. Thành ra những cái tên thậm chí không còn chỗ đứng ở các đội bóng hạng nhất như cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương hay Youssouf Touré mới được mang về. Và kết quả mà họ thu được thành ra cũng không có gì bất ngờ. Trong một năm khó khăn, những đội bóng với nguồn ngân sách eo hẹp lại cho thấy được khả năng mua sắm hợp lý, đặc biệt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ là một trong những đội bóng ghi ít bàn nhất nhưng luôn cho thấy sự hiệu quả với đóng góp lớn của các ngoại bình. 12 bàn thắng của Bruno Henrique và Mansare chiếm hơn 63% tổng số bàn thắng cả mùa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và đó là chìa khóa dẫn họ đến một vị trí trong top 8 đội cạnh tranh chưa vô địch. Với chúng tôi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là đội bóng thành công nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ ngoại ở mùa giải vừa qua. Một số đội bóng khác cũng có được những đóng góp quan trọng của những ngoại binh, phải kể đến Dược Nam Hà Nam Định, câu lạc bộ Sài Gòn, câu lạc bộ Thanh Hóa hay câu lạc bộ Hải Phòng. Nhưng dù thế nào thì những đội bóng này cũng phải làm quen với việc tìm kiếm những cầu thủ ngoại mới, bởi người không tốt sẽ được thanh lý, còn cầu thủ chất lượng thì cũng sẽ đến những bến đỗ tốt hơn như Viettel hay câu lạc bộ Hà Nội. Trường hợp của Giovane về câu lạc bộ Hà Nội là một ví dụ như thế. Bất cứ ngoại binh nào cũng muốn được chơi bóng ở môi trường sẽ giúp họ tỏa sáng. Viettel và câu lạc bộ Hà Nội với nguồn cầu thủ nội chất lượng là những môi trường như vậy. Và mức đãi ngộ tốt cũng là yếu tố quan trọng để lôi kéo những cầu thủ này. Câu chuyện chi tiêu hiệu quả với những ngoại binh ở những đội bóng như Viettel hay Hà Nội thực ra cũng rất khó để đong đếm. Bởi đơn giản đó là cách chi tiêu của những đội bóng nhà giàu. Và nếu thị trường cầu thủ cũng giống như bất động sản thì điện thoại di động của các ông bầu câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn bây giờ thực sự là ngập tin nhắn chào mời. Đội bóng giành huy chương đồng của giải V-League năm nay đã chia tay tới 2/3 cầu thủ của mình sau có vài tuần. Chưa có một đội bóng nào làm như vậy trừ những đội bóng giải thể, mà câu lạc bộ Sài Gòn thì chắc chắn là không rồi. Điều gì đang xảy ra vậy? Hãy nghe chia sẻ của huấn luyện viên kiêm chủ tịch câu lạc bộ này. Đúng là có 16 cầu thủ chia tay với đội Sài Gòn FC. Thì trong đó là đầu tiên là Tống Đức An, thì mà hầu hết những cầu thủ này là xin đi và một số cầu thủ là chưa tái ký hợp đồng. Qua cái sự việc này chúng tôi cũng gửi thông điệp đến cho các những người fan hâm mộ, những người đồng hành cùng bóng đá Sài Gòn là chúng tôi đã chuẩn bị cái kế hoạch thay đổi này, thay đổi một cách triệt để từ lâu rồi. Chúng ta đã có kế hoạch ngay khi chuyển giao đội Sài Gòn là chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Nghĩa là làm thế nào đội bóng Sài Gòn này là một đội bóng độc lập và phải làm thế nào cho người dân Sài Gòn người ta nghĩ rằng là đấy là đội bóng của Sài Gòn. Slogan của đội bóng được ông chủ tịch nhắc đi nhắc lại là We are one, chúng ta là một. Nhưng mà cứ tốc độ ra đi như thế này không ngăn lại được thì khẩu hiệu đó sẽ được đổi thành We are one, chúng ta chỉ còn lại một mà thôi. Một người đó chính là ông chủ tịch kiêm huấn luyện viên của đội. Nhưng hãy xem tình hình của câu lạc bộ Sài Gòn nghiêm trọng đến đâu và liệu họ sẽ làm gì để lấp đầy được đội hình trước khi mùa giải mới bắt đầu. Hãy nhìn vào danh sách cầu thủ ra sân của câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu quyết định của mùa giải trước gặp Viettel. Đó cũng có thể coi là đội hình mạnh nhất của họ. Dù 19 cầu thủ đã ra đi, nhưng đội hình đá chính này, 5 cầu thủ nội binh quan trọng vẫn ở lại: Minh Trung, Tấn Tài, Văn Ngọ, Văn Phong và Văn Triền. Việc của câu lạc bộ Sài Gòn bây giờ là rõ ràng, tìm 3 cầu thủ nước ngoài lấp vào chỗ trống để lại, bổ sung thêm khoảng 16 đến 17 cầu thủ nội nữa. Chẳng khác gì xây dựng một đội bóng mới cả. Tìm cầu thủ ở đâu bây giờ? Số lượng cầu thủ lớn như vậy chỉ có thể tìm kiếm ở các lò đào tạo trẻ. PVF là nơi đã từng mang lại cho họ tài năng trẻ quê Đồng Tháp, Võ Nguyên Hoàng. Nhưng đến một người có tài năng như Nguyên Hoàng còn chưa chắc đã chơi được ở V-League thì việc bổ sung lực lượng bằng sinh viên mới ra trường xem ra là một lựa chọn rất bấp bênh cho một đội bóng vốn sẽ chơi cả AFC mùa sau. Giờ thì câu lạc bộ Sài Gòn ai cũng biết là đang cần người, và các đội bóng khác nói vui là nâng cao cảnh giác trước mọi tiếp xúc từ phía đội bóng này. Mới đây nhất, lùm xùm đã xảy ra khi câu lạc bộ vừa thăng hạng nhất là Gia Định đã đăng hẳn lên fanpage của mình lời tố cáo chủ tịch Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Sài Gòn liên hệ trái luật với cầu thủ của họ. Cùng lúc đó, những diễn biến bất lợi cũng xảy ra với đội bóng này trên truyền thông. Những người cũ kể chuyện bị đối xử phụ bạc trên báo chí, còn fanpage câu lạc bộ thì bị chỉ trích ứng xử kém với các cầu thủ ra đi. Nhưng trên tất cả, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sài Gòn có một thế mạnh tuyệt đối, điều được cho là bí quyết tạo nên sự quyết tâm trong từng trận đấu ở mùa trước. Chế độ đãi ngộ của Sài Gòn FC hiện nay là gần như các cầu thủ đều biết. Số tiền thưởng mà họ nhận trong một cái mùa giải năm nay 20 trận đấu thì 16 trận là chúng tôi nhận tiền thưởng. Số tiền thưởng nó rất lớn. Thì tôi nghĩ là các cầu thủ của mọi nơi người ta cũng tìm hiểu. Chúng tôi hồi hộp chờ xem câu lạc bộ Sài Gòn sẽ làm thế nào để vượt qua hoàn cảnh này, mang về được những cầu thủ có thể mang lại bản sắc đại diện cho bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh như ông chủ tịch mong muốn. Và họ sẽ là nhân tố quyết định của thị trường chuyển nhượng năm nay,
cũng như cách câu lạc bộ này đã đóng vai quyết định ở V-League mùa trước. Còn bây giờ, chương trình Giờ Vàng Thể thao số đầu tiên sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ còn phong phú, thay đổi và hấp dẫn hơn. Nhưng bây giờ thì điều đó phụ thuộc vào chính sự yêu mến của quý vị. Hãy theo dõi trang fanpage của chúng tôi hàng ngày và trở lại với khung giờ phát sóng tuần sau trên kênh VTV1. Kính chào tạm biệt quý vị.